Theo thông cáo báo chí của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, qua công tác giám sát và kết quả điều tra truy vết xét nghiệm của ngành y tế, hôm qua thành phố Cần Thơ ghi nhận 90 ca nhiễm mới COVID-19. Như vậy, từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, Cần Thơ có 5.225 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.296 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong 90 ca nhiễm mới, 12 ca phát hiện trong khu cách ly và đang cách ly tại nhà, 68 ca trong khu phong tỏa, 10 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cơ sở y tế và cộng đồng. Theo cổng thông tin COVID-19 thành phố Cần Thơ, hai phường có số ca mới cao nhất là phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt với 37 ca, phường Tân An, quận Ninh Kiều với 32 ca. Hôm qua không có trường hợp tử vong, thêm 42 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.783 người, số người đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà là 2.390 người. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, hôm qua Sở đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự thảo kế hoạch thực hiện xét nghiệm cộng đồng trọng điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.